Hey nhô các chị. Trời ơi, môi không đánh son sợ dã man này. Đánh tí ha, cho nó tươi xanh. Không đánh tí son cho nó tươi xanh, các nồi canh hay là các kế. Cháu nó vừa đi thi về, trời ơi. Hello các chị đẹp. Hey nhô mọi người. Hôm em mặc cái áo len này để cho mọi người biết là áo len này khoác với các thể loại rất là xinh. Hey nhô các chị. Làng chìm lên lúc nào cũng bị muộn. Anh có lấy cho em mấy cọc len nha. Có cả ấy đấy. Hello các chị. Hello các chị đẹp. Hôm nay là em vừa đi thi về. Mọi người ơi, mạng có bị lag không mọi người? Rất là đẹp, như đã hứa là hôm nay em sẽ lên tặng cho mọi người một món đồ rất là xinh. Nên các chị đẹp nhanh tay. Hứa là phải tặng một cái thắt lưng ô em, thật mọi người, riêng cái đai này nhá. Em sẽ tặng nhưng mà tí nữa em sẽ để cho mọi người này. Cái đai này mà không đẹp em không lấy tiền luôn. Cái đai này cực kỳ đẹp, đây là da lộ, nó rất đẹp. Mọi người chia sẻ mạnh tay này, cái đai này em nói thật mọi người mặc với cái gì cũng đẹp. Từ form áo cardigan này, từ form váy này, tất cả mọi thứ luôn. Cực kỳ đẹp luôn này. Rất là xinh nhá, cái đai này mọi người mặc với cái gì cũng đẹp như em này. Chỉ việc thắt thêm một cái này thôi đã thành nổi bật rồi, cực kỳ đẹp. Cái này mặc với cái gì cũng đẹp, hôm nay lên rất nhiều siêu phẩm len nên mọi người chia sẻ livestream cho em. Em có mời Lê Thị Hà nha, đây bắt đầu này, em cho mọi người xem eo thực sự này. Toàn bộ đều là hàng dáng hot hit luôn. Em thật mọi người, tất cả đều là những cái mẫu mà hiện tại đây thì em đang có tầm khoảng độ, cái này là mẫu lẻ ở bên Quảng Châu, gần như là cái giá của nó là tầm khoảng độ mấy trăm tệ rồi. Nhưng mà về Việt Nam Hải Yến ơi, áo cổ ngọc để em xem còn không, tình yêu em để ở tình yêu nha, đây này cho mọi người xem này. Không, mọi người lại bảo em nói yêu đây nhá. Toàn bộ nó là mấy trăm tệ một cái. Nên là ở về Việt Nam nó sale này, hàng xuất sắc luôn, em thật mọi người luôn này. Em nói thật, riêng cái áo này nhá, mọi người mua ở Quảng, ủa đẹp dã man chưa đây. Toàn bộ hôm nay em xả hết cho mọi người này, mở đầu livestream này. Những cái áo như này nhá. Ủa rồi, những cái áo như này nhá, mọi người mua bên đấy giá của nó là tầm khoảng mấy trăm tệ rồi. Nhưng mà về Việt Nam, nhưng mà em ôm được cái lô của nó thì mỗi kho của nó chỉ xả một hai chiếc thôi, em sẽ xả cho các tình yêu. Chia sẻ nhanh tay nhiệt tình cho em, toàn bộ đều là hàng cực kỳ đẹp. Mở đầu cho em một cái đai tặng mọi người, chia sẻ nhanh tay. Tình yêu là chia sẻ 10 nhóm nhanh tay nhất, comment của em 10 nhóm cái đai này em cho mọi người mặc với cái gì cũng đẹp. Đai nâu đá thì rất đẹp, em bán bao nhiêu đai rồi. Comment tặng của em, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream mạng của em. Hôm nay hơi bị giật một tí nên mọi người thông cảm cho em này. Cực kỳ đẹp. Eo ơi, toàn bộ đều là mã mã rất là hot hit này. Toàn bộ đều là hàng cao cấp của bên Quảng Châu cả. Đây cho mọi người xem này. Eo ơi, cái áo này cao cấp luôn này. Em nói thật mọi người nhìn này. Nhìn của em này, mã này bên Quảng Châu nó bán là mấy trăm tệ cơ mọi người. Mã này mặc với quần dạ rất là đẹp này. Dưới của nó là bo chun nhá. Toàn bộ đều là hàng cao cấp. Mọi người nhìn của em chất len là mọi người biết ngay nó là hàng cao cấp rồi. Nên là chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ livestream. Huyền Huyền ơi, có nhiều hàng áo len màu trắng lắm nhưng mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em, hôm nay rất nhiều lên, toàn bộ mẫu len đẹp thôi, cả cọc cho em nữa nhá. Hàng rất là đẹp, toàn bộ hàng cao cấp hết, thế nên mọi người chia sẻ mạnh tay cho em. Anh ơi, em mượn cái áo ấy cái. Em mượn cái áo hai dây của em, hoặc cái váy, váy hai dây cũng được. Váy kẻ. Ừ, eo khiếp, nay mặc ấm áp thế, bình thường không mặc ấm áp và các chế. Trời ơi, đợi em tí, em đây mặc cái váy cải để em thay cho mọi người nha, thay đồ cho mọi người này. Chia sẻ mạnh tay, em tặng cái đai cho mọi người. Chờ em xíu này, lên cả cọc cho em, đỡ đơn mấy cọc kia đây. Chia sẻ mạnh tay luôn, mày rất nhiều mã đẹp cho các chế luôn. Chia sẻ mạnh tay giúp em này, chia sẻ mạnh tay cho em. Trời ơi, hôm nay mọi người mà không xem livestream là hơi tiếc luôn đấy. Chỉ dành cho các chị trưa nay thôi. Toàn bộ mẫu là mẫu hot hit luôn. Chỉ dành cho các chị trưa nay thôi, cực kỳ nhiều mẫu đẹp. Ok này, chia sẻ, ok chốt tặng Nguyễn Hiếu cho em này. Tặng Nguyễn Hiếu cho em này. Ok, chốt tặng Nguyễn Hiếu cho em, Rồi, ok các chị yêu, bật cho em cái quạt này. Đây nha, tặng Nguyễn Hiếu này. Ok. Lên cho em một cái set ở đây. Mở đầu cho em một cái set em bán giá rất là rẻ cho mọi người. Riêng cái set này, mọi người mà không ưng thì em chịu, bởi vì cái set này là set 3 món này. Rất nhiều hàng đẹp luôn đây. Cái set 3 món này, mọi người sẽ được một cái áo, nó là một cái áo dạ. Một cái áo như thế này này. Một cái áo bên trong áo len chắc rất là đẹp này. Set 3 món cho em này, hàng Quảng Châu xịn cho em luôn này. Với một cái quần dạ cho em. Cái này em có mấy set thôi, mở đầu livestream em sẽ xả cho mọi người. Cái set này thì mọi người cân nặng của mọi người là mọi người mặc tầm khoảng độ 50 cân đến 52 cân mặc đẹp cho em. Một set 3 món duy nhất ngày hôm nay em xả cho mọi người là giá 65.000 cực kỳ đẹp. Một set 3 món này, riêng một cái áo này bình thường mọi người mua đó là 65.000 rồi đây ạ. Áo cổ trắng 3 phân ạ. Coi như là vừa bán vừa tặng cho em cả một set 3 món này luôn, từ 50-55 cân là đẹp cho em. 65.000, trời ơi, mã này thì xuất sắc luôn này. Mã này mà không đẹp, mọi người nhìn hộ em cái tay áo này rất đẹp. Cái form áo này mọi người mua một cái áo này là hàng Quảng Châu nhá. Áo này hàng Quảng Châu cho em mã 01 cho em này. Ôi,
Mã này xuất sắc luôn này. Mọi người nhìn đồ em này, cái áo này là áo mỏng này. Sau đó ngoài là một cái áo ghi lê riêng, mọi người mua cái combo này ở ngoài thôi ạ. Đang nói bây giờ này, bên trong lớp lót rất đẹp này. Combo này cho em là cả áo cả váy cả quần này. 65.000 đồ em bán như tặng các tình yêu, mã này em nhập rất đắt này. Còn đúng mấy set mọi người nhìn này, đẹp xuất sắc chưa? Đấy. Cực kỳ đẹp, mở đầu livestream cho em này. Mã này mọi người mặc có cả một cái quần của nó nữa, quần màu dạ cho em nữa. Đây, từ 50 55 cân mặc đẹp cho em này. Mã này tầm khoảng 50 55 cân này rất là đẹp. Mã này comment mã 01 cho em 65.000, còn đúng mấy set thôi. Đây, quần đây, quần dáng này. Quần dạ cho em này rất xuất sắc luôn này. Ok, chị Emily Lan Anh có hàng này. Mã này 50 55 cân mặc ok cho em nhá. Mã bao nhiêu đây ạ? Đây, dày dã man luôn cả. Ba sản phẩm có 65.000 01 cho em này. 65.000 cho em, 65.000 cho em. Ok, Thi Ngoan Nguyễn Nguyễn có hàng này. Thi Ngoan Nguyễn Nguyễn cho em có hàng này. Ok này. 50 55 cân nhá. 01 chốt chị Gấu Xinh có hàng này. Gấu Xinh cho em có hàng này. 65.000 cho em này. Ok này. 01 chốt cho em là Lan Anh Trần có hàng này. Gấu Xinh. Lan Anh Trần có hàng cho em này, 65.000 này. 01 chốt tiếp cho em nữa này. 01 chốt tiếp cho em nữa này. Là ai nữa nhở? Emily Lan Anh này. Ok chị Lan Anh này. 65.000 cho em. 01 chốt tiếp cho em còn một set duy nhất thôi. 65.000 cái set này em nói thật mọi người, riêng cái áo mọi người mua ở ngoài thôi. Áo cổ 3 phân đã là 65.000 rồi. Mã này em chỉ chốt cho các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Quá xuất sắc luôn. Mã này mà không chốt thì hơi bị phí này. Nhìn đồ em cái set này mặc rất sang chảnh luôn này. Mọi người mặc cái này, riêng một cái combo này thôi, mọi người mua ở ngoài đã 250 rồi. 01 chị Phạm Hương có hàng này. Hết cho em này. 01 Phạm Hương có hàng hết cho em này. Hết cho em mã này nhớ, hết cho em mã này này. Đưa cho em một cái áo len cao cổ đi anh. 01 Phạm Hương có hàng hết cho em mã này này. Gấu Xinh xin lại số. Ok chị Gấu Xinh xin lại số điện thoại cho em này. Ship báo là chưa gọi điện cho chị tình yêu này. Chia sẻ mạnh tay cho em 01 này, chị Phạm Hương có hàng. Mã này chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream cho em thôi nhá. Tiếp thêm cái áo len cho anh. 01 cho em này. Phạm Hương có hàng này. 65.000 một mã này rất cao cấp, mọi người chia sẻ livestream mạnh tay cho em. Mảng em rất lác, 01 em hết sạch rồi, 01 em hết sạch rồi các chế. 01 ở đây thêm một mã nữa này. Mã này còn sót đúng mấy cái này cho mọi người nhìn này. Cả một cọc toàn bộ đều là hàng Quảng Châu cao cấp này. Áo len thì xuất sắc luôn. Mọi người yên tâm đi ạ, mua nhà em là em toàn nhập nguyên toàn bộ luôn, chứ không bao giờ nhà em chia sẻ mảnh mỏng với mọi người này. Nếu như mọi người mà nhập hàng kiện đi, mọi người biết ngay. Hàng kiện mọi người vào mọi người biết ngay. Mọi người vào mọi người len kiện đi. Toàn trộn, nói thật là em đấy hôm qua đang kể nốt cho mọi người, hôm qua đang vội không kể chứ còn á. Thực ra nếu như mọi người mua len kiện nhá, toàn bị trộn hàng si thôi. Em nói thật đấy. Nên là mới có giá rẻ như thế á. Len kiện em nhập á, thích mọi người nhập á. Thích nhập á thì á, toàn rẻ thôi mọi người nha. Ok, sẽ có cardigan cho các chế cứ từ từ ở đây ạ. Một cái mã len này rất đẹp này. Đây. Len này cực kỳ đẹp này, len cao cổ cho em này. Áo len này rất đẹp này, mọi người mặc cho em. Nó là dáng len cao cổ này nhá. Nó là dáng đẹp luôn cho em này, len cao cổ này. Cực kỳ xinh luôn, len cao cổ này rất xuất sắc này. Cực kỳ đẹp, cái mã len cao cổ này hôm nay xả cho em một cái nữa này. Còn đúng 5 chiếc. Mã này xả cho em luôn là 75.000, mã này em không đẹp không lấy tiền các chế luôn. 75.000 cho em này, rất đẹp. Trời ơi, cái mã này xuất sắc luôn này. 75.000 cho em mã này. Len cao cổ đẹp cực kỳ luôn này, mã 02 cho em này. Riêng cái len nhà em bao chất cho các chế luôn, mặc cực kỳ thích len nhà em, khách feedback rất nhiều này. Ôi cái len này đẹp. Mọi người mặc cái len này với cái chân váy em đảm bảo luôn cực kỳ. Đây cái này là đều là cái kiểu rách của nó hết nha mọi người nha, đây này. Cái mã này cho em đều là kiểu rách của nó hết nha, không phải là nó ấy đâu ạ. Mã này bao nhiêu đây ạ? Mã này mặc ổ đẹp xuất sắc luôn. Có đúng mấy chiếc 75.000. Mã bao nhiêu? 02 cho em 75.000 này. Hôm qua em nói thật mọi người, em mà lên buổi tối là đông dã man luôn. 02 cho em đây, đứng lên cho mọi người xem này. 02 mọi người mặc cái chân váy này. Đây em đang mặc cái váy đen nhá. Ví dụ mọi người mặc cái váy đen ở bên trong này. Đẹp dã man luôn. 02 mà không đẹp em không lấy tiền luôn này. Đây đẹp chưa? 02 mặc cái chân váy đen cực kỳ xinh luôn này. 02 cho em 75.000. Bom bom ơi, đơn của bom bom đi rồi ạ. Đơn cũ đi rồi nhá, còn đơn mới chưa đi đâu bom bom. Đơn của bom bom là đơn 02 chốt chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em 75.000 thôi. 02 của mã này xinh dã man luôn này. Màu ngoài của nó này 02 rất đẹp. Nhanh tay mua hàng, nhanh tay 02 chốt cho em này. Lục Như có hàng này. Chắc chắn mua hàng cho em nha, 75.000 cho em này. Ừ. 02 hôm nay em lên clip sớm mà tình yêu. Lục Như xin số lại 02 cho em này. 02 chốt cho em Linh Lê có hàng này. 02 này Linh Lê có hàng này. 75.000 cho em này. Đẹp xuất sắc, 02 siêu phẩm. 02 cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Mã 02 cho em này. Lục Như có hàng rồi ạ. 02 cho em, 02 cho em này. Thúy Thúy có hàng này. Đẹp lắm, 75.000. Thúy Thúy cho em này. Ok, 75.000 cho em này. 02 chốt tiếp cho em này. Ok, 02 chốt tiếp cho em này. 75.000. 02 cho em này, 02 cho em. Ok, chốt ỉn pin cho em này. Ỉn pin cho em luôn này, 75.000. Linh Lê có hàng, còn một chiếc cuối cùng. Còn một chiếc cuối cùng. Ừ, xe
em có khoác không anh? Còn một chiếc cuối cùng các tình yêu ơi, còn một chiếc cuối cùng này, ok này. Không ai ỉn pin có hàng này. Toàn má siêu phẩm thôi mọi người ạ. Riêng len nhà em. Ừ ok, hóng thêm để lấy dồn đúng không? Không ai chốt cho em Nguyễn Đà Giang có hàng này. Trời ơi. Nguyễn Đà Giang có hàng cho em Nguyễn Đà Giang này. Đơn Thúy Thúy đi rồi nhá. Không ai Nguyễn Đà Giang cho em này. Nguyễn Đà Giang cho em nè. Trời ơi, 75.000. Không sinh không lấy tiền các chế luôn. Không ai không sinh đây, lên cho em một mã tặng. Một mã này, một mã em nói thật mọi người luôn. Riêng cái chân váy này em đảm bảo cái tình yêu luôn. Không có ai có cái chân váy len như em này. Đẹp xuất sắc chưa? Cái chân váy len này cho em. Comment cho em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream. Bởi vì thực ra là bây giờ mọi người rất lười chia sẻ cho em. Trời ơi, tại sao mọi người lại lười chia sẻ cho em như thế? Chia sẻ để tăng tương tác cho em. Riêng một mã này mọi người mua ngoài 250.000 luôn này. Chân váy ren siêu phẩm luôn này, cực kỳ xuất sắc, mọi người nhìn hộ em chất ren này, rất đẹp. Nên mã này hộ em, comment hộ em một mã tặng áp dụng các tình yêu chia sẻ 20 lần cho em. Bởi vì em không bán hàng câu like, em chỉ cần các tình yêu chia sẻ với em để tăng tương tác cho em thôi. Bởi vì livestream của em cho em vừa cả vừa sạc máy vừa ấy nên là rất là lag. Thế nên mọi người chia sẻ tăng tương tác cho em này. Thảo Mốc ơi, có thấy Thảo Mốc nha tình yêu, có thấy Thảo Mốc này, chia sẻ tăng tương tác cho em các tình yêu ơi. Trời, chân váy len này xuất sắc luôn, hơi bị lag đúng không? Ôi rồi anh ơi, sạc máy vẫn còn 1% này anh này, rút sạc ra một phát là ấy luôn này. Cái củ sạc này phải không ổn rồi. Sạc máy vẫn còn 1% luôn. Tặng cho em mọi người thấy có thấy lag không? Anh có xem có thấy giật không? Đấy. Mọi người xem máy có thấy giật không? Chia sẻ cho em mã này em tặng cho mọi người này. Giật đúng không? Trời ơi chứ còn bình thường. Hello có tình yêu. Xinh lắm. Mọi người chia sẻ livestream cho em mọi người xem có bị giật không nào. Để em tặng cho mọi người chân váy len này, quá sốc luôn. Chân váy len này gọi là siêu siêu sốc luôn các chế. Chân váy len này không đẹp em không lấy tiền các chế luôn. Thực sự em tặng để lấy sự chia sẻ. Mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em, kiểu gì cũng bị giật luôn. Cái livestream này lúc sau xem. Giật dã man luôn. Chân váy len này comment tặng cho em này, ok này. Chốt tặng cho em. Ok, tặng chị Nguyễn Phương Liên. Chị Nguyễn Phương Liên ơi, chân váy này đẹp xuất sắc chị Nguyễn Phương Liên ạ. Tặng chị Nguyễn Phương Liên cho em đã chia sẻ này. Nguyễn Phương Liên cho em này, ok, tặng Nguyễn Phương Liên cho em này. Nguyễn Phương Liên cho em. Mã này những người nhỏ nhỏ xinh xinh mặc được này, đây lên cho em cái này. Toàn bộ đều là hàng len cao cấp luôn. Em thật mọi người, chưa bao giờ em mua len mà len nó lại đẹp như thế này. Trời ơi, một cái váy len cho em này. Một cái váy len chấm bi màu xanh rêu này. Cái váy này thì mặc đẹp thôi rồi luôn. Cái váy này em cũng sale cho mọi người luôn, 89.000 một cái váy len rêu này. Rất đẹp, 89.000 một cái. Trời ơi, em nói thật mọi người, em bán lỗ cái mã này luôn này. Cái mã này em nhập rất cao, có đúng 2 chiếc em bán cho mọi người thôi. 89.000 một cái váy len bi. Không đẹp em không lấy tiền các chế luôn, ổi dày dã man. Cái váy len bi này chất rất đẹp này. 89.000 một cái, màu cực kỳ xinh này. Mã bao nhiêu đây ạ? Tặng Nguyễn Phương Liên cho em nha. Mã bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? 04. Mã 04 cho em này. Mã 04 cho em này, một cái váy len bi này. 89.000 cho em này. Ok. Em cảm ơn nha, em cảm ơn mã 04 này, chị nào cũng mặc được. Màu rất đẹp này, 04 cho em này. 89.000 cho em này. Cổ rất xinh luôn. 04 cho em 89.000 này, cổ còn đúng một chiếc thôi. Mã này còn một chiếc thôi. Chị nào nhanh tay thì được, còn một chiếc này. Mã này còn một chiếc cho em này. 9.3. Rất đẹp, mã này bao nhiêu đây? 04 cho em đúng không? 04 cho em này. 89.000 em tặng chị Nguyễn Phương Liên rồi tình yêu ơi. 0404 cho em, 04 cho em này. 89.000 mã này, bởi vì là 04 Nguyễn Đà Giang dồn đơn hết này. Một còn đúng một chiếc duy nhất Nguyễn Đà Giang cho em này. Ok này, 89.000 này. Bút này hết mực nốt luôn à. Gấu bông ơi, đơn chị gấu bông đi rồi nhá. Trời ơi, mạng ơi là mạng. Không bố em hết rồi tình yêu ơi, đây lên cho em này. Toàn bộ hàng len rất cao cấp luôn này. Bây giờ rút sạc một cái là sập nguồn luôn đấy. Em lít một tí nữa thôi nhá, xong lúc sau em phải ra. Ủa áo này đẹp. Áo này nó là dáng áo khoác cardigan màu cam này. Áo này mà chất không đẹp em không bán hàng luôn đấy. Chất rất đẹp, len cực kỳ đẹp mà màu rất xinh. Màu này màu cam đào cho em, mã này màu cam đào này. Không đẹp không lấy tiền mã này cho em này. Còn đúng 2 chiếc hàng gọi là hàng xịn luôn của em này. Mã này còn đúng 2 chiếc này, màu cam đào rất đẹp này. Mã này len của nó em đảm bảo luôn, mã này cũng bán cho em 89.000, mã 05 này em toàn bán rẻ. Chưa em bán rất rẻ bởi vì mạng nhà em đang bị lag. Nếu không không bao giờ có mã này đâu ạ, màu cam đào cực kỳ đẹp. Ai mua áo khoác nhà em rồi thì biết len nhà em mê luôn. Có 89.000 một mã này thôi, mã 05 cho em này. 05 cho em 89.000, nhanh tay thì còn mọi người nhá. 05 cho em 89.000 này. Ok, chị Phạm Hương có hàng màu cam đào này, xinh cực kỳ, mặc trắng da dã man luôn này. Phạm Hương cho em này. Em bán là hàng len đẹp nha, len Quảng Châu nhập nhá, không phải là hàng len kiện đâu các tình yêu ạ. Riêng len kiện em nhập cho một người em bán. Ok, Lan Anh Trần cam đào hết luôn này cho em này. Lan Anh Trần xin lại số điện thoại cho em này. 89.000 hết cho em này. Màu này đẹp xuất sắc luôn. 05 cho em này.
Ừ, eo ơi, ghi lên lên, chị Trần Phương ơi đẹp xuất sắc, chị ghi 05 cho em này, Lan Anh Trần hết. Lan Anh Trần cho em này. 89.000 cho em, ô bút này hết mực nốt này. 89.000 cho em này. Ok. Đây một cái mã đây, bút 10 đây rồi. Một cái mã này nữa rất đẹp để chia sẻ livestream này. Trời ơi, cảm ơn nhá, ghi lên lên xuất sắc luôn, thực sự đấy chị Trần Phương ơi, ghi lên lên mà rẻ nhở. Eo em bán rẻ dã man vào vụ á, mọi người mua cái ghi lên lên đấy rẻ phải 150. Em thật. Bà phòng ba đây bà có 6 mấy nghìn à? Đây nữa này. Một cái mã màu len. Ủa, mã này cổ tim này. Mã này duy nhất, mã này cũng xả cho em luôn, rất đẹp, toàn bộ hàng rất là đẹp mọi người nhìn này. Nhìn rất xuất sắc luôn này. Ủa, mã này em nói thật mọi người luôn, mã này cổ rất xinh. Một mã này em cũng xả cho mọi người một cái giá rất là đẹp. Để cho mọi người chia sẻ livestream mạnh tay cho em này. Mọi người nhìn từ cái đường like của nó này. Cái len của nó màu xanh min, mọi người mặc với chân váy cực kỳ xinh luôn. Ủa, len này chất thích dã man luôn. Bán cho em mã này đi ạ, 75.000 thôi ạ. Ủa này, mọi người nhìn này. 75.000 ạ, mã này còn đúng 5 cái, 75.000 cho em này. Len rất đẹp, mọi người mặc với chân váy cực kỳ xinh luôn này. Ôi mã này đẹp xuất sắc. Màu này cực kỳ xinh này, chị nào mà mặc màu này rất đẹp, màu xanh min cho em bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây anh? 06 cho em 75.000 thôi, màu xanh min này. 06 à. Phạm Hương đúng không anh? Phạm Hương cho em mã này 75.000, các tình yêu nhanh tay cho em 75.000 cho em này. 06 cho em này. 75.000 thôi, mã này nhanh tay lên không tối hết sạch. Tối em nói thật mọi người, em lên buổi trưa là vắng thôi, chứ các tình yêu mặc vào buổi tối với em thì không bao giờ luôn, bởi vì buổi tối rất là đông khách này. Mã này từ cái đường like của nó rất đẹp. Comment của em này, mã này mã bao nhiêu đây anh ơi? 06 cho em 75k, còn đúng mấy chiếc Phạm Hương có hàng rồi này. Màu này. Ok, 06 Thúy Nga có hàng này. 06 Thúy Nga có hàng này. Thúy Nga cho em 75.000 này, ok này. 06 chốt Phượng Trịnh cho em có hàng này. 06 Phượng Trịnh có hàng cho em này. Phượng Trịnh cho em có hàng này. 75.000 này, ok này. 06 ai nữa anh? Thanh Nga Nguyễn Thị này. Thanh Nga Nguyễn Thị cho em này. Ok, 06 Nguyễn Hiếu có hàng, em hết mã 06 cho em. Ok, 06 Nguyễn Hiếu à. Đây nhá, bây giờ bắt đầu lên cho em, mọi người đừng giận em. Bởi vì bắt đầu tất cả cái mã này em đều bán giá rất là rẻ cho mọi người. Bởi vì giá bên đấy của nó đã phải gần khoảng mấy trăm tệ rồi. Có nghĩa nó rơi tầm khoảng 06 Nguyễn Hiếu em hết này. 06 hết này, mã len 06 này mặc mềm dã man luôn. Màu rất xinh, mã này mặc với cả chân váy đẹp xuất sắc. Nguyễn Hiếu cho em có hàng này. Ok, 75.000 thôi. Em bán rất rẻ, hôm nay em bán cực kỳ rẻ cho các chế đây. Từ từ nữa sau em sẽ bắt bán mẫu bột cho các chế này. Em bán mẫu này cho các chế đủ đơn đã nhá. Đây, hai cái áo khoác len, mấy áo khoác len siêu phẩm đây. Khoác len lông thỏ cho em, chớ khoác len lông thỏ 06 em hết rồi. Khoác len lông thỏ cho em này, đẹp xuất sắc chưa? Không đẹp em không lấy tiền các chế luôn, khoác này pha màu cho em. Màu cực kỳ độc luôn, cái hàng này cũng hàng xuất này. Trời ơi, lông thỏ mềm mịn, trời ơi. Sao lại có thể lại có ra một cái siêu phẩm xinh như thế này? Ôi mọi người nhìn chất lông thỏ này. Đẹp xuất sắc, mã này bán cho em là 90.000 một cái. Trời ơi, cái mã này á, em còn đúng 4 cái nữa, chị nào nhanh tay thì được này. Ôi lông thỏ này. Mã này đẹp cực kỳ luôn mọi người nhìn này, nhìn của em này, cái mác này. Len lông thỏ cho em, len lông thỏ cho em này. Pha màu rất rất độc luôn này. Mặc xét luôn, len lông thỏ này mọi người mặc không như này cũng đẹp này, mã bao nhiêu đây? 07 cho em này. Đẹp xuất sắc, nhanh tay thì còn. 07 chị Lan Anh Trần. Lan Anh Trần cho em chị số điện thoại, mã này có mấy cái thôi. Đẹp lắm luôn ý. 90.000 thôi. 07 cho em này Lan Anh Trần này. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn, len lông thỏ cực kỳ mịn luôn này. Hàng xuất luôn này, đây. Cực kỳ xuất sắc này. 07 này. Lan Anh Trần cho em số điện thoại này. Lan Anh Trần này. 90.000 này. 07 cho em Quách Thành có hàng này. Quách Thành, Quách Thành cho em này. 90.000 này, ok này. 07 chốt cho em là Lan Anh Trần này. Lan Anh Trần mã này mặc thích lắm luôn ấy ạ. 90.000 này, ok này. 07 Phạm Hương, 07 Nguyễn Hiếu em hết ạ. Thích quá. Phạm Hương cho em này. 90.000 cho em này, ok này. Mã này cực kỳ thích luôn này. 07 Nguyễn Hiếu em hết này. Mã này không đẹp không lấy tiền, ui mặc và phê luôn đi mọi người ạ. Cái chất len rất là thích luôn này, cho mọi người xem cái chất len này. Mềm mịn dã man luôn, 07 em hết luôn này. 07 em hết, em 07 Nguyễn Hiếu này. Em hết luôn này. 07 Nguyễn Hiếu em hết này. Tí nữa sẽ lên cho mọi người mẫu 1 nhá. Mẫu 1 thì rất là đẹp luôn này. Mẫu 1 mọi người chia sẻ mạnh tay em lên mẫu 1 giá sốc, bởi vì mã mẫu 1 em nhặt từng chiếc một ở bên trên Quảng Châu, giá của nó đều là 200-300 tệ USD tính về Việt Nam và tầm khoảng độ 500.000, 150 tệ là gần 500.000 rồi. Rất là đẹp đây, một mã này này. Đây, toàn bộ đều là hàng cao cấp luôn ấy mọi người nhìn này. Đây nhìn của em này. Toàn bộ là khoác cao cấp luôn ấy. Đẹp quá trời ơi. Toàn hàng xuất sắc đây, cho em lên cho em một cái cardigan màu trắng của cardigan này thì khỏi nói với tình yêu nhá. Cardigan này thì khỏi nói hộ em này, nhìn hộ em cái chất cardigan này.
Ôi, cardigan màu trắng này ai mà nhận được thì quá may mắn luôn. Nó là màu kem mọi người nhá, màu kem này. Nhìn này mọi người, nhìn cái đường line của nó rất đẹp này. Ôi, cardigan này. Cardigan này xuất sắc luôn này. Mọi người mà nhận được cái cardigan này kiểu nó rất độc này. Nhìn tụi em này, nhìn tụi em từng cái len tay này. Mắc cardigan này bán cho em giá cực kỳ yêu luôn, bởi vì em còn đúng mỗi là 4 chiếc nên bán cho em là giá 85.000 một cái cardigan này. Mọi người không mua đâu được cái cardigan này 85.000 đâu ạ. Mã không mấy cho em ạ. 08 cho em. 08 Lan Anh Trần ơi, không cho Lan Anh Trần chọn nhiều đâu Lan Anh Trần nhá. Bởi vì sao ạ? Em không được có buôn đâu ạ. Nếu bởi vì em đã chốt cho một người rồi, nếu như chị đang Lan Anh Trần lấy buôn thì chắc chắn phải chuyển khoản trước cho em. Đấy là em đảm bảo luôn ạ, chứ nếu không em không chốt cho, không chốt miệng đâu ạ, bởi khách nhà em chốt buôn sau đó thì xả rất nhiều ạ. Thế nên là em nếu mà chị chuyển chốt thì chị chốt cho em nhá, còn nếu không em không chốt buôn trên này đâu ạ. Không chốt buôn rồi, bởi để cho khách lẻ nhà em nữa ạ. Nha tình yêu. 08 chốt cho em này rất xuất sắc này. 85.000 sang Tuyết Nguyễn có hàng này. Sang Tuyết Nguyễn cho em này. Sang Tuyết Nguyễn cho em này. 85.000 mã này này. 08 chốt cho em Mai Chua này, đẹp xuất sắc. Mai Chua cho em ơi, 85.000 mã này không lấy hơi phí luôn này. 08 chị Phạm Hương có hàng này.